Chào mừng tất cả những người anh em đã click vào video như đồn lầu này của tôi hi hi hi. Tảng lớn mà thấy tôi nhảy xuống nó sợ xanh mặt luôn rồi này he he. Nó cướp luôn chỗ của tôi rồi. Thằng mồn leo. AC80 mà rô tay anh là rồi xác định nha mấy con dở. Mày phun đỏ thế cho mau. Từ từ thôi làm gì rên rỉ chị bà nội. Tôi nghe có thằng trên này anh em. Chạy đâu thằng kia? Ném tí thì chầu ông bà. Chạy qua biển làm gì không biết an toàn báo. Cứ để anh phải ra tay. Thằng đặc cầu mày dám bắn lén tao. Đậu hũ răn tửa lưa, chừa nha mày. Chạy lòi chỉ mới gặp người nè anh em, nãy giờ toàn gặp ma. Cái gì vậy bà nội? Xin lỗi người anh em, tôi lại báo nữa rồi. Đi địt mẹ mày chọc mù mắt tao đi, con mẹ mày. Hào án, hào án. Dăm ba mấy con bot, anh lo được. Game gì toàn bot, hai thằng hơi ít, phải năm thằng. Anh Bảy đang mua coca nè. Ảnh thấy tôi ảnh trốn luôn rồi. Adu. Thấy bà nó cầm sục dài anh em. Ở chẳng tí nữa là bị hiếp đó anh em. Tôi đẹp trai chứ tôi đâu dễ bị lừa hê hê hê. Mày hả mày? Trời ơi chưa kịp gáy. Keo. Bắn, keo, chạy, nhảy, bắn, keo, chạy. Trốn luôn. À mày cứu ai? Game lỗi thế toàn đỏ. Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Xuống đi mấy thằng nhóc. Trốn làm gì nữa người anh em? Mày bắn bạn tao à? Chưa. Tại sao thế giới lại quên đi một nhân tài như tôi chứ? Buồn ghê gớm. Trời ơi, khó thế vẫn phun đỏ ghê thật. Đứng tỉnh bơ dậy bà nội. Rồi xong còn mình tôi luôn.
Không sao, trận này tôi cúng ông bà đầy đủ rồi. Ấn một nút luôn vãi ỏ game như đồn lầu. Thấy bà rồi, lên nhạc. Mẹ nó sau lưng. Từ từ thôi anh ơi. Hên quá ông bà về rồi. Thôi xong. Cũng may nhan khói đầy đủ. Quán gà nữa rồi so di anh em. Đi cứu mà mấy tiếng này dí quá trời. AK bắn là phun đỏ không phải bàn, mà đấy là AK của địch. AK trên tay tôi như đặc cầu. Ông đồng đội vừa xuống lại lên thớt, tội ghê. Sấy muốn bay cái nếp. Rồi xong mới cứu xong còn đúng mình tôi luôn. Không sao game này toàn bot thôi, lý bí UMP dư sức gánh nha há há. Cái trình. Killing spree. Ăn vài viên là rén ngay. Lần duy nhất để chú xem nè. Đẳng cấp bao nhiêu à? Rồi xong luôn Zuma game đồn lầu. Đùa thôi, thật ra là tôi cố tình nhường top 1 cho bạn đó chứ chơi game top 1 hoài cũng chán. Bye bye anh em game như đặc cầu.